Danh ca Hương Lan, tôi nghe tin Hoàng Oanh chết nên sáng sớm đã chạy qua nhà cô ấy để kiếm. Tôi nhớ đêm giao thừa lạnh và phải đi diễn. Sáng mùng 1 còn lạnh hơn, vẫn phải diễn. Tôi đi về bệnh viện luôn. Hương Lan chia sẻ, hôm qua, ngày 14 tháng 3, Trung tâm Thúy Nga Paris Panay đã phát sóng một chương trình live stream để trò chuyện cùng hai danh ca Hương Lan và Ý Lan. Tại đây, họ đã chia sẻ đôi điều vì bản thân của mình. Hương Lan nghe tin Hoàng Oanh chết, sáng sớm đã chạy đến nhà của cô ấy. Tôi bệnh suốt từ hồi trước Tết, vừa khỏe lại, được một chút thì chạy đi show, lạnh quá nên lại đến bệnh viện tiếp. Tôi nhớ đêm giao thừa, lạnh lắm và phải đi diễn, sáng mùng 1 còn lạnh hơn, vẫn phải diễn. Tôi đi về bệnh viện luôn, tôi ho suốt, nói không ra tiếng luôn. Từ lúc nhỏ xíu, mới 7-8 tuổi, còn hát cải lương, tôi đã đam mê Hoàng Oanh. Tôi bắt ba phải mua băng đĩa của Hoàng Oanh cho mình nghe. Một ngày tôi nghe tin Hoàng Oanh chết nên sáng sớm đã chạy qua nhà cô ấy để kiếm. Thấy Hoàng Oanh bước ra, tôi mừng quá trời. Hoàng Oanh hỏi tại sao sáng sớm đã qua thăm vậy. Tôi nói người ta đồn chị chết nên em sợ quá, phải qua thăm. Sau đó đi hát. Tôi thường gặp Hoàng Oanh, nhưng đã là thần tượng thì dù thế nào vẫn cứ thần tượng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có màn song ca chính thức với Hoàng Oanh trên sân khấu. Trước đó thì tôi cũng có một lần hát tam ca cùng Như Quỳnh và Hoàng Oanh. Tôi mê áo dài nên có nhiều áo dài lắm. Có những bộ áo dài tôi may xong chưa bao giờ mặc đến. Tôi còn có cả áo dài chuyên mặc để hát cho nhà thờ, nhà chùa vào ban ngày và áo dài hát ban đêm hay cho chương trình nhỏ, chương trình lớn. Ý Lan kể chuyện đi tìm khoai hỏng vì luộc lên ăn. Trong đêm kỷ niệm 35 năm Thúy Nga tới đây, tôi sẽ lại kết hợp với người tình sân khấu của mình là Vũ Khanh trong một tiết mục có màu sắc nhạc kịch. Tôi chưa bao giờ hát nhạc kịch trên sân khấu nên lo lắng lắm. Tiết mục này như kể lại tuổi thơ khó khăn của tôi và anh Vũ Khanh khi còn bé ở một xóm nghèo, tới độ không có trò chơi nào cả. Buổi chiều, tôi cứ đợi anh tan là lại tới các cửa hàng bán khoai, tìm những củ khoai sùng, tức là khoai hỏng bị người ta vứt qua một bên, nhặt nó về để hai đứa luộc ăn. Những lúc ăn còn phải chia đôi củ khoai cho nhau, chứ không được một củ. Tiết mục này chỉ diễn ra trong 5-6 phút trên sân khấu thôi, nhưng chúng tôi phải trải qua rất nhiều lo lắng hồi hộp. Tôi và anh Vũ Khanh đã phải đầu tư rất nhiều vào tiết mục này. Tính đến giờ, cộng đồng hải ngoại đã xa quê hương 40 năm rồi. Nếu không có sự nghiệp nối giữa các thế hệ, thì làm sao âm nhạc Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam còn tồn tại đến ngày nay? Mọi người nói tôi là tiếp nối của mẹ Thái Thanh, nhưng thực ra ngày xưa khi mẹ tôi hát dân nhạc của Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Ngô Thủy Miên thì tôi lại mê cải lương. Từ bé, mẹ tôi cho tôi xem những chương trình cải lương trên TV, lúc đó tôi nhỏ hơn chị Hương Lan 1 tuổi, nhưng đã vô cùng hâm mộ chị từ những màn cải lương đó. Cứ coi Hương Lan là tôi lại khóc. Hồi đó chị Hương Lan toàn diện những vai trẻ nhỏ, bị mẹ bỏ rơi, mẹ ghẻ đánh đập, thương lắm, người coi khóc nhiều lắm. Tôi tin áo dài là hình ảnh đẹp nhất cho người phụ nữ Việt Nam. Dù thay đổi thế nào thì bất cứ mọi chương trình tôi đều xuất hiện với chiếc áo dài trước tiên. Tôi quý nó vô cùng. Dòng nhạc của tôi cũng gần gũi với chiếc áo dài. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã sống ở nước ngoài thì luôn phải mặc áo dài để khán giả được tiếp xúc với nó. Từ đó nhớ về những kỷ niệm của chính mình, tôi luôn hát với chiếc áo dài đầu tiên, rồi sau đó mới thay áo đầm, váy ngắn và các kiểu.